Cái kiểu RC test flycam F11S của anh Thủy ạ. Thì flycam anh Thủy thì khi em tiếp nhận thì anh có báo là máy mình anh để lâu rồi, anh bay lên thì cái cụm gimbal của mình không điều khiển được, không lên xuống được. Thì ở đây bọn em muốn kiểm tra thì máy anh hoạt động khá là bình thường, rất là bình thường. Em kiểm tra gimbal hoạt động bình thường như đây. Đây, bên đây thì máy của anh khá là kỹ tính, anh cũng có đây, anh có ghi lại hết mấy cái thông số này rồi. Thì như anh ghi ở đây lên xuống cam của anh ở đây, em bấm lên xuống. Đây. Cam mình vẫn lên xuống bình thường. Đây. Rồi khi em xoay gimbal này. Đấy, thì nó vẫn bình thường. Thì là anh để lâu thì có thể lúc anh dùng anh chưa kali lại kỹ thì nó sẽ không hoạt động thôi. Ở đây em có kali lại rồi. Khi bật lên em cũng để im một lúc thì cái gimbal hoạt động bình thường. Có hình ảnh truyền về vẫn ổn định. Máy anh có lắp thẻ nhớ nữa, thẻ vẫn nhận bình thường. Này, còn bây giờ em cho anh bay lên để kiểm tra xem cụm gimbal hoạt động không anh nhá. Đây ạ, hình ảnh truyền về này, máy mình đây, em khởi động lên này, đẩy máy lên. Đây em đẩy máy mình ra xa chút, bay lên cao rồi. Đây ạ, đây máy em bay lên cao. Đây hình ảnh truyền về anh nhé. Em sẽ cho cụm gimbal lên xuống này. Thì ở đây hình ảnh mình rất là mượt rồi đấy. Gimbal mình xuống ạ. Gimbal lên này. Đấy, thì hiện tại là flycam của anh chức năng hoạt động bình thường rồi. Bay ổn định, giữ vị trí tốt này. GPS của anh đây. Thì do cái điểm bay của anh em đang rất là nhiều mây ấy. Thì nó chỉ có hai vạch thôi. Bây giờ hiện tại máy anh hoạt động tốt rồi. Bên em xin phép là kiểm tra lại máy cho anh ạ.